Thư viện pháp luật xin chào quý vị và các bạn. Chứng minh nhân dân, căn cước công dân được xem là một trong những loại giấy tờ tùy thân quan trọng chứa các thông tin cơ bản của công dân. Hiện nay, thủ tục thay đổi từ chứng minh nhân dân sang căn cước công dân vẫn đang tiếp tục thực hiện. Khi đó, dữ liệu của công dân sẽ được cập nhật trên cơ sở dữ liệu quốc gia và dân cư. Về lâu dài thì dữ liệu quốc gia và dân cư sẽ được liên thông đến tất cả các lĩnh vực, nên dữ liệu trên căn cước công dân sẽ được đồng bộ với nhiều loại giấy tờ khác. Tuy nhiên, hiện nay việc cập nhật dữ liệu này chưa hoàn thành 100%, nên nhiều thông tin của công dân chưa được cập nhật, đặc biệt đối với những công dân đổi từ chứng minh nhân dân 9 số sang căn cước công dân gắn chip 12 số. Do đó, khi người dân đổi từ chứng minh nhân dân 9 số sang căn cước công dân gắn chip thì nên làm ngay 5 việc sau. Thứ nhất là cập nhật thông tin bảo hiểm xã hội. Đây là việc đầu tiên mà người đổi từ chứng minh nhân dân 9 số sang căn cước công dân gắn chip nên làm. Trên sổ bảo hiểm xã hội có ghi nhận thông tin số chứng minh nhân dân. Tuy nhiên là thông tin số chứng minh nhân dân trên sổ bảo hiểm xã hội là một trong các tiêu thức quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội trong cơ sở dữ liệu. Vì vậy không cần phải cấp lại sổ bảo hiểm xã hội mà chỉ cần thực hiện điều chỉnh thông tin số căn cước công dân gắn chip trong cơ sở dữ liệu. Bên cạnh đó thì việc cập nhật số căn cước công dân gắn chip trong cơ sở dữ liệu sẽ tạo nhiều thuận lợi khi người dân thực hiện các thủ tục liên quan như là tra cứu quá trình tham gia bảo hiểm xã hội, hạn sử dụng bảo hiểm y tế, v.v. Để cập nhật số căn cước công dân gắn chip thì người dân có thể đến cơ quan bảo hiểm xã hội, nơi đăng ký hoặc thực hiện trên cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Việc tiếp theo đó là cập nhật thông tin ngân hàng. Hiện nay thì hầu như mọi giao dịch tại ngân hàng đều yêu cầu người dân phải cung cấp chứng minh nhân dân, căn cước công dân. Vì vậy, nếu đổi từ chứng minh nhân dân 9 số sang căn cước công dân gắn chip thì người dân nên thông báo với ngân hàng để được cập nhật thông tin mới để thuận tiện hơn cho các giao dịch về sau. Thứ ba là thay đổi thông tin đăng ký thuế. Căn cứ theo luật quản lý thuế 2019 thì cá nhân đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế mà có thay đổi về số chứng minh nhân dân thì phải thực hiện thủ tục thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi. Người lao động có thể tự mình thực hiện thủ tục hoặc ủy quyền cho tổ chức cá nhân chi trả thu nhập thực hiện. Để biết chi tiết hơn về thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế khi đổi sang căn cước công dân gắn chip thì quý vị và các bạn có thể tham khảo thêm bài viết tại phần mô tả. Thứ tư là sửa đổi thông tin trên hộ chiếu. Do trên hộ chiếu có thể hiện thông tin số chứng minh nhân dân, căn cước công dân nên với trường hợp đổi từ chứng minh nhân dân 9 số qua căn cước công dân gắn chip thì công dân nên thực hiện việc đổi thông tin trên hộ chiếu. Việc thực hiện thay đổi nhằm thống nhất thông tin của công dân, đề phòng trường hợp hải quan cửa khẩu một số nước yêu cầu xuất trình thêm căn cước công dân mà thông tin không trùng khớp giữa hai loại giấy tờ này, khiến công dân khó có thể xuất cảnh hay nhập cảnh. Để thực hiện việc cập nhật thông tin sổ hộ chiếu thì công dân có thể đến phòng quản lý xuất nhập cảnh hoặc cục quản lý xuất nhập cảnh để thực hiện. Và cuối cùng là sửa đổi thông tin sổ đỏ, sổ hồng. Sổ chứng minh nhân dân là một thông tin bắt buộc được thể hiện ngay trên trang đầu tiên của sổ đỏ, sổ hồng. Việc thay đổi chứng minh nhân dân, căn cước công dân không làm ảnh hưởng đến quyền sử dụng đất, không bắt buộc người sử dụng đất phải cập nhật thay đổi. Tuy nhiên, để tránh những rủi ro khi thực hiện các giao dịch, thủ tục về nhà đất thì người dân nên tiến hành sửa đổi thông tin chứng minh nhân dân, căn cước công dân trên sổ đỏ. Nội dung xác nhận thay đổi số chứng minh nhân dân, căn cước công dân sẽ được ghi vào một cột là nội dung thay đổi và cơ sở pháp lý trên sổ đỏ, sổ hồng. Và vừa rồi là 5 việc công dân cần làm ngay sau khi đổi từ chứng minh nhân dân 9 số sang căn cước công dân gắn chip để hạn chế các rủi ro trong các giao dịch và tiết kiệm thời gian giải quyết các thủ tục phát sinh. Nếu thấy video này bổ ích thì đừng quên nhấn theo dõi để xem thêm những thông tin bổ ích từ Thư viện Pháp luật nha. Xin chào và hẹn gặp lại!